Kim Se-hun được mệnh danh là ác nữ quốc dân của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc vì thành công với hàng loạt vai phản diện và bị khán giả ghét cay ghét đắng. Nữ diễn viên không ngại làm xấu hình ảnh của mình, sống chết cùng vai diễn, chấp nhận bị khán giả ném đá, miễn sao tác phẩm mang lại hiệu ứng tốt nhất cho người xem. Đi kèm với ánh hào quang, Kim Se-hun cũng phải trải qua những tháng ngày cô đơn, chịu nhiều uất ức nhưng chưa một lời than trách. Với nữ diễn viên, đó là công việc và cô buộc phải chấp nhận khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Thi Hoa hậu với mong ước đổi đời. Kim Se-hun từng ấp ủ giấc mơ đổi đời bằng cách đăng ký thi Hoa hậu Hàn Quốc vào năm 1992. Tuy nhiên may mắn không mỉm cười với ngôi sao sinh năm 1973. Cô dừng chân ở vòng loại khu vực. Hai năm sau, Kim Se-hun ra mắt với tư cách diễn viên nhờ những vai diễn không tên ở loạt phim truyền hình Tomorrow's Love và Daughter of a Rich Family năm 1994. Trong thập niên 1990, cơ hội diễn xuất đến với cô theo cách nhỏ giọt. Bước sang thập niên 2000, mọi chuyện đã đổi khác. Cánh cửa điện ảnh và truyền hình rộng mở giúp Kim Se-hun có thêm nhiều đất để khẳng định bản thân. Kim Se-hun đi lên từ vai phụ ở các bộ phim truyền hình như Love in Paris, Be Strong, Girl Soon, Green Rose. Nét đẹp cá tính sắc sảo của mỹ nhân họ Kim dần để lại ấn tượng trong lòng công chúng. Ác nữ số 1 Hàn Quốc. Vai diễn ấn tượng nhất sự nghiệp của Kim Se-hun là nữ phụ phản diện cướp chồng bạn thân Sing-eri trong phim Sự quyến rũ của người vợ. Sự trơ trẽn bất chấp thủ đoạn của nhân vật được nữ diễn viên lột tả chân thực đến mức khiến khán giả căm phẫn. Cô bị ghét một thời gian dài vì diễn quá đạt. Mỗi lần ra đường, Kim Se-hun phải tập làm quen với những ánh nhìn thiếu thiện cảm, những lời chửi rủa, mắng nhiếc từ người đi đường nếu họ nhận ra nữ diễn viên chính là cô ả đáng ghét Sing-eri. Từ vai diễn này, Kim Se-hun có màn lột xác vô cùng ấn tượng. Từ một người đẹp quyến rũ, tên tuổi nhạt nhòa trong làng giải trí xứ Hàn, cô bỗng được hàng triệu khán giả biết đến. Nhưng đi kèm với đó là danh xưng ác nữ số 1 Hàn Quốc. Kim Se-hun từng tâm sự cô cảm thấy có chút sợ hãi biệt danh này. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, đó lại là một sự công nhận cho những nỗ lực diễn xuất của cô. Diễn cho ra cái hồn của vai ác không phải chuyện dễ dàng. Song Kim Se-hun đã làm tốt và thậm chí tốt đến mức khiến khán giả bị ám ảnh, không phân biệt nổi đâu là vai diễn và đâu là con người thật của diễn viên, dẫn đến những phản ứng tiêu cực dành cho cô. Thậm chí đến giờ, nữ minh tinh vẫn chưa quên được những lời chửi rủa cùng nhiều dòng bình luận cay nghiệt của khán giả dành cho mình. Khác với các diễn viên nam dễ dàng được người xem bỏ qua, những nữ diễn viên nữ khi đảm nhận vai phản diện thường đối mặt với cái nhìn ác cảm của dư luận. Dẫu vậy, Kim Se-hun không cố đổ lỗi cho bất kỳ ai. Thay vì đảm nhận các vai chính diện dễ dàng kiếm cảm tình của khán giả, cô sẵn sàng lăn xả trong những vai ác nhằm bộc lộ khả năng của mình. Thời điểm quay phim, tôi làm việc 6 ngày một tuần suốt 6 tháng trời, thiếu ngủ và vật lộn trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Không chỉ tôi mà cha tôi cũng bị mọi người phán xét vì vai diễn phản diện Sing-eri trong phim. May mắn thay, cha tôi rất tự hào về sự thể hiện của con gái. Kim Se-hun nói về những khó khăn mà cô từng trải qua trong suốt thời gian tham gia Sự quyến rũ của người vợ. Sau Sự quyến rũ của người vợ, Kim Se-hun tiếp tục ghi dấu ấn trong vai cố vấn lạnh lùng Kim Yo-yeon với Sky Castle, lâu đài tham vọng. Cô hóa thân thành nữ giáo viên phụ đạo Kim Yo-yeon vì thành tích mà có thể bất chấp quy tắc đạo đức, bày ra đủ loại thủ đoạn. Kim Se-hun thể hiện tham vọng và dã tâm của nhân vật qua ánh mắt vừa sắc bén vừa tàn nhẫn, nụ cười nửa miệng chất chứa nhiều toan tính. Ngay cả bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận bị ám ảnh với nhân vật do chính mình tạo ra. Mặc dù những cảnh tôi xuất hiện trong phim không dài, nhưng tôi luôn đóng vai trò quan trọng, gây nên loạt sự cố phá hủy hạnh phúc gia đình người khác. Tôi khá căng thẳng và luôn tự hỏi liệu mình đã thể hiện trọn vẹn nhân vật chưa. Kim Se-hun trả lời trong bài phỏng vấn với Korea Time. Sự nghiệp thành công và sự đánh giá quá cao từ giới chuyên môn lẫn công chúng là niềm tự hào của Kim Se-hun, đồng thời cũng là áp lực cực lớn. Cô luôn cố gắng vượt qua cái bóng thành công trước đó của bản thân, hoàn thành tốt nhất vai diễn. Chịu nhiều ác cảm nhưng nữ minh tinh vẫn luôn cảm ơn những gì mà các vai diễn đã mang lại, bởi nhờ chúng mà cô trở thành người nổi tiếng trong lòng công chúng. Tôi đã bỏ túi nhiều vai diễn nữ mạnh mẽ, cố gắng thổi hồn vào các nhân vật của mình một cách khác biệt, tạo nên một nhân vật mới là quá trình vất vả, đòi hỏi nhiều năng lượng. Vì vậy, lúc nghỉ ngơi, tôi cố gắng thư giãn và tái tạo năng lượng, Kim Se-hun tâm sự. Xương rồng mạnh mẽ, không thể kết hôn. Giống như cây xương rồng có thể sống ở những nơi cằn cỗi nhất, Kim Se-hun cũng luôn tỏa sáng ở những thời điểm người khác không ngờ tới nhất. Bén duyên màn ảnh từ năm 1994, nhưng mãi đến năm 2008 cô mới bước lên hàng ngôi sao nhờ vai diễn phản diện. Và rồi mất nhiều năm sau đó cô mới thoát khỏi bóng hình của Sing-eri. Nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình, nhưng Se-hun vẫn sẵn sàng tham gia các tác phẩm điện ảnh, phim ngắn của các đạo diễn trẻ và chấp nhận không lấy cát xê để giảm chi phí sản xuất cho đoàn phim. Tôi thích diễn xuất trước ống kính. Tôi luôn khát khao thể hiện mình với tư cách một diễn viên. Tôi không biết mình có bao nhiêu tài năng, nhưng dám thử sức ở nhiều dự án. Kim Se-hun chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Channel 24. Duyên trì những vai diễn cô đơn, khao khát hạnh phúc trên màn ảnh nhỏ, điều này dường như cũng vận vào đời của nữ diễn viên. Thông minh, tài năng và xinh đẹp, nhưng ở tuổi 47, Kim Se-hun vẫn chưa một lần nghĩ đến việc kết hôn.
Nữ diễn viên cho rằng có lẽ do tính cách khá mạnh mẽ nên cô không muốn dựa dẫm vào đàn ông. Đồng thời, hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ cũng đã ám ảnh cô ít nhiều. Tôi sống xa gia đình từ năm 19 tuổi và không thường xuyên gặp bố mẹ. Tôi không muốn quay trở về ngôi nhà ấy. Họ kết hôn nhưng rồi lại xem nhau như người dưng. Từ bé đến lớn, tôi chứng kiến mọi sự thờ ơ, lãnh đạm và những cuộc cãi vã của họ. Cảm giác như mình không thuộc về gia đình này. Tôi nghĩ tôi cần được điều trị tâm lý về những ảnh hưởng từ quá khứ. Tôi chưa từng cho đó là nỗi đau, nhưng họ, bố mẹ đã khiến tôi có cái nhìn khác về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Nó góp phần hình thành nên quan điểm hôn nhân của tôi, Kim Se-hun kể trong chương trình Radio Star của đài MBC phát sóng cách đây nhiều năm. Trong những cuộc phỏng vấn, khi có ai đó hỏi đến chuyện chồng con, Kim Se-hun thường nhấn mạnh rằng cô sẽ không kết hôn. Tôi đã lỡ cưới, công việc mất rồi, tôi không quan tâm và cũng không có ý định kết hôn. Tôi muốn tập trung 100% cho việc yêu thương chính mình. Chính suy nghĩ này giúp Kim Se-hun toàn tâm toàn ý cho mỗi dự án, không ngại phá bỏ giới hạn, làm mới bản thân qua từng vai diễn. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục oanh tạc màn ảnh nhỏ xứ Hàn bằng vai diễn ngầu điên đảo ở drama 18+, Mai. Là bông tấn 18+ về giới siêu giàu của Hàn Quốc, Mai xoay quanh cuộc sống của những người làm dâu nhà tài phiệt, lắm drama và tranh đấu. Trong Mai, Kim Se-hun vào vai Yeong Si-hun, mợ cả của gia tộc tài phiệt Hyo-won, người có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tuy nhiên, Yeong Si-hun lại rất xinh đẹp, tài giỏi, đầy quyền lực và tham vọng. Cá tính và thẳng thắn, cô luôn khiến các hậu bối và người trong nghề kính nể. Ở Kim Se-hun, hội đủ các yếu tố trở thành ngôi sao nổi tiếng, tài năng diễn xuất đỉnh cao, khiếu hài hước trong các game show và sự quyết liệt với các mục tiêu của mình. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng Kim Se-hun tìm được một người đàn ông cho riêng mình vì cô xứng đáng được hạnh phúc.